Chào cả nhà nha. Giờ này cũng hơi tối rồi, cho nên nó là đây đi thăm vườn, thì ghé là vườn của ông thầy Chính. Thì giờ này nó cũng hơi trễ rồi, giờ khoảng 4-5 giờ rồi. Thì cái sẵn cái video hôm nay anh đây làm để chia sẻ với cả nhà cái kết quả thực tế mà anh chị Chính tỉa cành sầu riêng ha. Thì mình làm á là nó có cái kết quả thực tế đó, thì mình nhìn vô đó mình thấy cái nó hay, nó đúng ha, thì mình mới chia sẻ. Như cả nhà thấy nè, cái cành này nè, bây giờ là cả nhà thấy là nó bay lên, cái cổ tay của này là bóp là nó không giáp luôn nè, là rất là to. Cây này bước qua năm thứ sáu à đó, thì cả nhà thấy nè, là anh chỉ chính là bấm cái đầu trên kia, cái này thấy không đó, nó dồn lại. Và đây là những cành thòng nữa nè, rất là lực không. Cành thòng này là mang trái là rất là khỏe luôn nè, cả nhà thấy nè. Đây, cái cành này nè, nếu mà chúng ta không bấm cái đầu nữa là nó không bao giờ nó bự được quay lớn đâu cả nhà. Đó, nó không bao giờ nó bự quay lớn đâu đó, nhờ bấm như vậy á nè. Ở đây là cái chớn chỗ này là bấm nè, cả nhà thấy không, cái chớn này là nhìn nó có thẹo nè đó. Ngày xưa cắt đây nè, nó cắt đây nè, hôm qua đây là coi đây nó làm cái video đó, thì cắt cái vị trí này nó sẽ lành lại nè, cả nhà thấy không đó, nó lành lại lên trên kia. Là bây giờ là anh chỉ chính lên trên kia, là tiếp tục bấm cái chân này một cái nữa nè, cả nhà thấy không đó. Rồi nó ngắn lại khúc ra, nó cành vượt lên tới, nó thay thế cái đỉnh sinh trưởng cành nè. Vụ tới ăn xong là mình cắt thêm cái đầu trên kia một cái nữa đó, mình bấm từ khúc thì nó sẽ phân tàn cái cây nè. Bây giờ cành này rất là lực nè, em ăn trái nè đó, thấy không, lực tới trên đó, cả nhà thấy không, nó ra mầm ngủ nè đấy, cả nhà thấy nè. Quay tiếp tục, quay thêm cho cả nhà xem đó. Bây giờ là anh bấm nè, bấm cành là thấy không đó, bấm đầu rồi thấy không nè, vị trí bấm nè đó. Đó, cả nhà thấy không nè, cành này luôn nè, nè vị trí này là ngày xưa nó bấm nè, thẹo nè, cả nhà thấy không. Bây giờ dây cành nó bự nè đó, thì bây giờ mình cuột kỹ nó lên trên cái neo cành, nó trên gốc, trên đầu chảnh là hợp lý. Mình không cuột như vậy nè, lá nó ngoài này nó lặn quá nè, đó là nó sẽ gây cái xì mũ của chân chủ cái gốc trong này nha. Rồi ok nè, quay cho cả nhà xem nữa nè đó, vị trí anh chỉ chính bấm như chân đó đó, cả nhà thấy không. Và năm nay những cái tay này sẽ mang trái nè đó, mình những cái tay luôn luôn là bỏ luôn rồi chứ không có để nè, những cái tay mang trái nè đó, thấy chưa cả nhà đấy. Và cái khi mà chúng ta bấm cành đó thì cái thân cây nè nó lực nè, thấy không, rất là lớn luôn cả nhà, thấy bị cái gốc này giờ nè, cây bước qua năm thứ sáu mà nó lớn này, thì không lầm mà nó bước qua năm thứ năm bây giờ nè đó. Cái nhà thấy cái dàn cành nó lực ghê không đấy, nó phân chia đâu vô đó, cành nào qua cành đó nè. Cái cành này cũng bấm này, cái nhà bấm đầu cành nè, thu đầu cành lại nè, thấy không đó. Thì những cái cành thấp như thế này, cái dấu cái thẹo vẫn còn nè, là cắt bỏ nè đấy, kìa ở trên kia kìa. Ôi, xem đó, ngay vị trí đó, cắt vị trí đó phải không, nó sẽ có một cái cành nó thay thế cái đỉnh sinh trưởng đó, nó lớn rồi lên trên kia. Anh Chính chỉ chính bấm trên kia cái nữa rồi đó, thấy không, cái nhà thấy không đó, nó bấm theo tầng vậy đó nè. Cái này tới lúc mà làm trái xong rồi, là mình cắt tỉa mấy cái bơ nhỏ này hết trơn luôn nè, là cái cây mình rất là thoáng, rất là gọn gàng luôn nè. Cái nhà nhìn thấy cái tàn nó đẹp không nè, rồi cái cây nó đẹp không, nó căng đối cành nhánh đồ. Và nhìn cái cây nó rất là lực ha. Nè, qua đây quay cho cả nhà xem nữa nè. Nè, đây là cái cành đực nè. Đó. Là anh bấm ở trên đó một cái, cho nên cái cành đực nó bự như thế này nè. Thấy không? Bây giờ là đây là cái vị trí cành cái nè, cành thòng nè. Đó, mình cuột lên trên đây. Thì ở trên kia nó bắt đầu nó sẽ có những cành nó đi ra nữa kìa, cả nhà thấy không? Đó. Tiếp tục mình bấm từ ra hết nè. Đây là cái cành thòng nè, mà nó bự bây dây nè, cả nhà thấy là nó lực cái nào nè, bự hơn cầm tay của mình luôn đó, là nó dài ra tới kia nè. Anh Chính bấm hai mấy lần luôn nè, cả nhà xem rõ ràng nè, đây vị trí bấm nè, thấy không, có một cái cành nó thay cái này, nó thay cái đỉnh sinh trưởng cành này đi ra đó. Bây giờ anh Chính bấm vào đó một cái nữa kìa, đó cả nhà thấy không, đó ở trên đó. Bây giờ là mới đặt rồi nè, đây kéo sang nhìn cho cả nhà xem nè, rõ ràng nè đó.
Nè, anh chị chính mới bấm cái này cái nữa nè. Bây giờ cái cành này nè, nó đã thay thế cái đỉnh sinh trưởng này nè. Là khi mình ăn trái xong mình tiếp tục, cái đỉnh sinh trưởng này nó bự lên nè, bự bằng cành này nè, bằng cành ngón tay nè. Tiếp tục anh bấm thêm đầu thêm kia nữa nè. Bây giờ nó từ ngắn cả nhà thấy không? Một ngắn nè, hai ngắn nè, ba ngắn nè, bốn ngắn nè. Và cái tay này nó rất là lực luôn cả nhà thấy không? Đó, cành cấp 2 đó mà nó lực cái này nè. Mà năng suất được cỡ nào? Đó, cành cấp 2 mà nó lực cái này nè. Đó. Những cái bơ này sau này bỏ nè, thì trái nó trong này. Ha. Sau này trái nó sẽ ra ngoài đó. Cả nhà thấy không? Rõ ràng nè. Vị trí anh chính bấm nè. Xưa nè. Giờ nó lại ra dài ngoài kia. Bây giờ ngoài kia bấm lên cái nữa nè, cả nhà thấy đó. Đó. Giờ cả nhà thấy, cả nhà hiểu vấn đề chưa? Cái cây là mình phải bấm phải cắt tỉa như vậy đó. Thì cái vàng tay, cái vàng cành nó mới lực được nha. Và nó to nó lực như thế này nè thì mình mới để trái mà thì nó mới có năng suất cao. Thì cũng nói chung là mình trồng cây mình cũng là mình chưa biết là mình cắt tỉa như thế nào mình sợ nó đau, thì mình cưng đó mà, cái sau khi mình cưng đó. Thì mình có những cái vài khách hàng là cây là không dám cắt, để 2 3 năm. Nó như cây trồng gừng vậy đó. Không có cành nhánh, nó không có ra, nó không ra sao hết. Rồi sau khi mà mình dắt xuống thêm xem cái vườn của anh chính nè, là bắt đầu về nhà là mạnh ông nào mới cắt tỉa, mạnh ông nào mới bấm. Tại vì mình nhìn thấy được cái kết quả thực tế nó như thế này nè, cả nhà thấy đó. Đó, anh chính bấm ngay chân đầu đó nữa thấy không? Đó. Rõ ràng thấy cả nhà thấy cái cây nó rất là lực không, cả nhà thấy không? Đó, cành rất là to luôn nè. Đó. Và nó cũng rất là dễ. Sau này mang trái rồi là nó có điểm tựa cho này nè, nó tựa ra mấy mày kia rất là chắc chắn nè. À, cả nhà thấy không? Rồi nè, quay tiếp tục quay cả nhà thêm một cái cành đứng nữa nè. Ừ. Đây cành đứng lên nè đấy, và coi anh chị chính cắt đó, cả nhà thấy không? Cho nên là cứ mạnh dạn mà bấm nha, mà bấm phải bấm cho nó đúng kỹ thuật chứ không phải là mình muốn bấm sao mình bấm nha. Nè đây cả nhà, đây nè, bây giờ nè, cái vàng tay này cả nhà thấy nè, lực cái này nè, ngày xưa bấm ra thấy không? Giờ nó thay đi, thấy đỉnh sinh trưởng đi lên trên kia nè, tiếp tục bấm hai ba đậu trên kia nữa kìa. Đó, rồi cái nhà thấy cái vàng cành quả ngoài đó kìa. Mười cái chục bảy tấm cành luôn đó. Cái năng suất nó cỡ nào? Như cái cành này sau này là bỏ nè. Ha, nó khuất rồi nè, bỏ nè. Đó, mình sẽ lấy trái những cây cành ngoài kia. Đó, đáng lẽ cái cành này là ăn trái năm nay là bỏ luôn nè. Ừ, cành này ăn trái xong bỏ luôn nè. Đó, nó không phát triển, nếu nó không phát triển là bỏ luôn nha. Mình chừa những cành đứng là đủ rồi. Cái nhà thấy kìa. Đó. Giờ tiếp tục cái nhà ha, video này hơi dài tí xíu nha, nhưng mà cái nhà xem mình xem đấy, mình thấy được cái kết quả thực tế là mình bấm nè, cái nhà thấy là cái cây nó rất là tròn tàn thấy không? Đó, cái nhà thấy nhìn bên ngoài nó rất là tròn tàn thấy không? Là do anh chính là anh bấm đó. Đó, rất là tròn tàn, rất là đẹp. Cái nhà thấy chuẩn không? Chăm cây rất là chuẩn không? Đó, anh em ai mà muốn cắt tỉa nhìn thấy thực tế cứ liên hệ với đây ha. Đó, đây dắt đi tham quan nha, để mình coi về mình thấy cái vườn của anh em với bà con ta làm hiệu quả, mình coi mình học theo mình làm nha. Nè cái nhà thấy nè, đó cây nó chết là tròn không, mà cái nhà vô trong nè, bây giờ cái nhà cái này nó tròn nè, cái nhà vô trong cái cành nè, đó vô trong cành nè. Nè cái nhà thấy nha, cành nào như cành nấy đúng không, được neo lên rất là kỹ càng cẩn thận là lên trên đó rất là chuẩn ha. Cái vườn này rất là chuẩn luôn nha, chuẩn từ cái cành, cái nhánh, cái gốc nó rạng đỏ nè, làm hữu cơ dưới đây nè, rạng đỏ nè, đậu sinh cao nè đó. Mà cành nhánh được cắt tỉa một cách đúng kỹ thuật ha, và cây không có rong rêu ha, ra dạng đỏ rạng đỏ và cành rất là lực đấy. Này cái nhà thấy bấm gì luôn nè, đó cái nhà thấy nè, đó rõ ràng rồi thấy không? Đấy. Cây cành rất là lực. Nếu cái cành này mà không cuột cái dây này nè, mà kéo lên đó là nó, cái chân vị trí này là nó bị nứt này, nứt chỗ này nó tổn thương cành này, cành này nó như coi như nó bị hư. Cái nhà thấy không? Nè, đó. Quay cái nhà cho coi một số tay nữa nè. Lực ghê chưa? Đó. Đây là quá trình mà cắt tỉa mới có được cái chuyện điều này ha. Còn không nó như con gắn điêu điêu luôn. Nó chỉ vương thôi, chứ nó không có, nó vương cành thôi nhưng mà nó không có đứng sừng lại được. Đó, mấy cái bờ này phải để lại ha. Mấy cái bờ này phải để lại.
cả nhà thấy không đó. Rồi thôi nha, đây xin kết thúc video tại đây nha. Đấy. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha.